như vậy, hành trình tiếp sức mùa thi của nhóm sinh viên công giáo nông nghiệp năm 2014 đã đi được nửa chặng đường. Đợt tiếp sức khối A đã diễn ra suôn sẻ và để lại nhiều ấn tượng. Với 70 tình nguyện viên, nhóm đã tiếp sức cho hơn 140 thí sinh dự thi vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Để có thể hoàn thành các công việc trong đợt tiếp sức này, cần sự kết hợp của rất nhiều ban ngành như đội xe, ban sinh hoạt, ban cầu nguyện, ban truyền thông và đặc biệt không thể không nhắc tới ban ẩm thực, người mẹ hiền của các sĩ tử. Để có những bữa cơm ngon, ngay từ đêm hôm trước, ban ẩm thực đã phải thức khuya, họp bàn đưa ra những món ăn phù hợp với tình hình thực tế. Ngày hôm sau, trong khi anh em đội xe đưa đón các em thí sinh, chị em lại cùng nhau bắt tay vào làm bữa. Mỗi người một việc, nụ cười luôn nở trên môi. Dù là nấu ăn cho đông người, nhưng không vì thế các công việc trở nên rắc rối. Tất cả đều nhịp nhàng như một bản giao hưởng mà được tấu lên bởi dao, hót, song chảo và những tiếng cười rộn rã. Các anh trong đội xe cũng thật khéo tay, phụ giúp chị em trong khâu nấu ăn, sắp đồ, dọn bàn ăn. Nhờ đó ban ẩm thực cũng thêm sức mạnh, hoàn thành nốt công việc của mình. Thành quả sau cả buổi vất vả của ban ẩm thực là những món ăn thật hấp dẫn và đầy đủ chất dinh dưỡng. Các món ăn được thay đổi nhằm tạo nên sự phong phú, cung cấp các món ăn theo nhu cầu, khẩu vị của từng sĩ tử. Thực đơn vô cùng đa màu, mỗi bữa chính có 4 món ăn, 1 món canh, 2 món tự chọn và 1 món tráng miệng. Các em thí sinh cùng quây quần bên bàn ăn, những gì là căng thẳng, mệt mỏi của mùa thi đã tan biến. Giờ đây, chỉ còn tiếng cười và niềm vui sum họp trong bữa cơm gia đình. Tại khu vực trường, do điều kiện nơi ở khá chật chội, trong những ngày hè oi ả, để đảm bảo sức khỏe tốt cho các sĩ tử, ban ẩm thực tại khu vực này luôn chú ý đến chất lượng của các món ăn. Khu vực nấu ăn được đặt riêng ở phần sân sau, dụng cụ nấu ăn cũng được chuẩn bị sạch sẽ, hợp vệ sinh. Với số lượng khoảng 120 người ăn, công việc nấu cơm có lẽ là công việc vất vả nhất. Việc đổ nước, gõ gạo cho hàng chục nồi cơm điện cũng mất khá nhiều thời gian và đòi hỏi kinh nghiệm và độ chính xác cao. Các nồi cơm điện được cắm từ sớm sẽ được đổ chung vào một xo gang lớn để giữ nhiệt. Bên ngoài, các món ăn khác cũng đang được chế biến một cách rất chuyên nghiệp, từ trứng chiên, sâu ngót nấu thịt đến tôm chân sù. Chuẩn bị bữa cơm thân mật, không khí rộn ràng như trong một buổi party mà khách mời và chủ nhà đã hòa làm một. Bữa cơm chung thật đông vui, nhưng nỗi niềm trăn trở của mùa thi không còn nữa, thay vào đó là tiếng cười rộn rã, cùng ngồi ăn bên nhau trong một gia đình sinh viên công giáo nông nghiệp thân thương. Trước bữa ăn, mọi người cùng ban cầu nguyện đọc kinh, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta bữa ăn no đủ. Mọi việc đã hoàn tất, giây phút thưởng thức các món ăn ngon của chị em ban ẩm thực cũng đã đến. Đây là những tình cảm mà các anh chị tình nguyện viên gửi đến các em.
mong rằng công sức của các anh chị sẽ được đáp lại bằng sự nỗ lực của các sĩ tử vượt qua kỳ thi này. Khi đến đây, cuộc đời nhiều đổi thay, vì tôi đã có hạnh phúc ở nơi đây, một hạnh phúc chất chứa từ trong tim.